Ủy ban Nhân dân Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn tổ chức lễ khánh thành cầu Đức Thành, lãnh đạo quyền ủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng lãnh đạo chính quyền và nhân dân địa phương tham dự. Cầu Đức Thành nối liền hai bờ xã Mỹ Phú Đông và xã Định Mỹ được xây dựng kiên cố với kết cấu bê tông cốt thép thay thế cầu dân sinh cũ đã hư hỏng, xuống cấp. Cầu có chiều dài 32m, ngang 3,5m, tổng kinh phí xây dựng là 364 triệu đồng. Trong đó, công ty Mai xuất nhập khẩu Đức Thành, thành phố Long Xuyên tài trợ 200 triệu đồng, ngân sách huyện 100 triệu đồng, còn lại nhân dân xã Mỹ Phú Đông đóng góp. Bây giờ có cầu đúc này quá tuyệt vời luôn rồi, giao thông thuận tiện nữa, tôi hết té rồi. Vậy là tôi quá hoan nghênh cho các cấp lãnh đạo của địa phương. Cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp người dân lưu thông và vận chuyển hàng hóa được thuận lợi, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân địa phương.